Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của cái lớp giáo lý của chúng ta tại giảng đường Vĩnh Nghiêm này. Lời đầu tiên tôi xin có lời chúc sức khỏe toàn thể chư vị Phật tử đã được bình an hưởng cái mùa xuân an lành và đã bắt đầu tiếp tục đi trên con đường học đạo và hành đạo. Xin nói một cái điều nó rất là thông thường nhưng mà nó không phải là giản dị đâu. Chúng ta cách mặt nhau, không gặp nhau trong vòng một tháng để mà hưởng cái Tết dân tộc cổ truyền đón mùa xuân mới. Với cái phước đức, cái sức khỏe, cái tuổi tác bình thường thì nó là bình thường. Nhưng mà nếu như cái phước đức, cái nhân duyên về cái tuổi tác mà nó bất bình thường thì trong vòng một tháng để vui xuân có những cái trường hợp mà ta không được gặp gỡ nhau trở lại. Do vậy cho nên ngày hôm nay mà tất cả các Phật tử mà chúng ta được gặp mặt nhau, chào hỏi vui mừng là phải nói rằng là nó còn phước đức nhân duyên đầy đủ, mà là một cái điều rất là quý đó. Cho nên tôi xin chào mừng và chúc sức khỏe tất cả chị liệt vị ở mùa xuân mới để học đạo, hành đạo, tiến lên trên con đường đạo. Và đúng theo lời hứa hẹn với nhau thì đầu năm này, ngày khai giảng này, tôi bắt đầu đi thẳng vào triển khai cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi mong rằng là các Phật tử nào mà có ghi âm lại khâu băng thì cũng mong cho nó được cái âm thanh cho tương đối, nó trong trẻo, để có những người nào người ta thích mình sang lại giúp giùm cho người ta. Phần tôi thì mấy lúc nay tôi cũng vẫn có thâu, nhưng mà con mắt nó sợ sệt, làm một mình nó lộng cộng, cho nên là có những cái băng thì tốt mà có băng không tốt. Thế thì bây giờ hôm nay là thầy nhà Thiện Đức đó, lần nào cũng vậy đó, coi như Thiện Đức thâu cho mình và chỉnh đốn cho thật tốt, hy vọng rằng thầy có bộ băng mới để các Phật tử gần xa người ta cần thì là sang lại giúp giùm cho người ta. Thì bây giờ đi thẳng vào vấn đề là ta sắp học cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa.
mà như đại chúng để ý đó nha, cái tên cái kinh này là Phật thường dùng cái từ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Cái tên là nếu mà nói dài là phải nói dài vậy đó. Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Rồi ta gọi ngắn hơn, gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, tức là rút gọn rồi đó. Là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, rút gọn nữa, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa. Cái đó là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Rút gọn một phần, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Rút gọn nữa, Pháp Hoa Kinh. Thế thì bây giờ đây tôi xin lưu ý toàn thể thính chúng nè. Kinh này gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tất nhiên là cái hệ tư tưởng hoàn toàn là của Đại Thừa. Do vậy cho nên tất cả nên để ý lại cái vấn đề Thừa và Giáo ở trong Đạo Phật. Thừa thì nó có ngũ thừa, Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Viên Giác Thừa và Bồ Tát, tức là Đại Thừa, Bồ Tát Thừa. Mà ta học kinh này là kinh Đại Thừa, tức là cái thừa mà nó tột đỉnh cao nhất ở trong các cái thừa của Phật học. Do vậy cho nên trong khi nghe thì đại chúng luôn luôn là để ý, đừng có đem cái tư tưởng so sánh giữa cái Đại Thừa này cùng với cái tư tưởng của Trung Thừa, của Tiểu Thừa, của hàng Thanh Văn Viên Giác. Cũng đừng so, càng không được so sánh với những cái giáo lý của Thiên Thừa, Nhân Thừa, là cái giáo lý phổ biến ở trong dân gian. Càng không được đem cái tư tưởng kinh này mà so sánh với cái Phật giáo mà dân gian quá, nó lộn với cái tín ngưỡng thần quyền đa thần nhất thần của những tôn giáo khác. Phải để ý ra chỗ đó đó. Nếu mà không để ý cái đó đó là học sẽ thấy hoang mang nghi ngờ, mà có khi mình không chấp nhận được. Bởi vì cái Đại Thừa tư tưởng mà mình đem mình so sánh với cái hiểu biết Phật giáo qua cái giáo lý của Nhân Thừa, thậm chí là cái Phật giáo mà dân gian quá của mọi người bình dân giản dị chưa hề học Phật, chẳng qua là cái tin đó là do cái thói quen truyền thống của đời này đời nọ mà không phải là chính thống của Đạo Phật. Thế thì là làm sao mà mình nghe cho được nếu mình so sánh cái cấp như vậy. Do đó cho nên phải để ý về vấn đề thừa. Ta học đây là Đại Thừa, dứt khoát là lý luận hiểu biết bằng cái tư tưởng của Đại Thừa. Mà Đại Thừa có Đại Thừa Thủy Giáo và Đại Thừa Trung Giáo. Đại Thừa Thủy Giáo nói còn nương, còn coi như còn có dị tình với các cái hạng mà mới bước lên Đại Thừa. Những hạng Bồ Tát mà mới bước lên tu học Đại Thừa
Còn cái đại thừa này là đại thừa viên giáo, cũng gọi là chung giáo, là viên giáo, tức là nó tròn đầy, nó viên mãn á. Cho nên cái tư tưởng này thì phải nói rằng là gọi là chư tổ tiền bối tôi gọi là thuần viên độc diệu. Nó thuần túy cái tư tưởng liễu nghĩa của đại thừa, nó tròn đầy, cũng giống như cái chữ mà người ta viết nó tròn, nó không còn thiếu nét nữa, được gọi là mãn tự. Cái giáo lý của Pháp Hoa được gọi là mãn tự giáo. Còn giáo lý của Trung Thừa, của Tiểu Thừa, của Thanh Văn, Duyên Giác là gọi là bán tự giáo, giống như cái chữ mà mình viết nó chưa có trọn cái chữ, viết nửa chữ. Chẳng hạn như là mình hồi giờ nói theo chữ Việt văn, mình học vần xuôi. Học vần xuôi là chưa đọc hết được tất cả những cái chữ ngôn từ của tiếng Việt đâu, mà phải học vần ngược mà cho rành rõ thì mới đọc trúng, mới viết trúng cái ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam. Còn học vần xuôi thôi thì đọc cũng được, nhưng mà có thể đọc sai. Tôi nói ví dụ như hồi nhỏ tôi đi học lụy châu, chữ lụy, nhưng mà thường thường mình học bằng xuôi thì mình đánh dần tới l u lu i lui, nặng lụy. Thế thì là chữ lụy người ta viết l u i grep nặng, thì mình đọc cái y này cũng giống như y kia, mình nói lụy châu. Lụi dâu tức là rơi lệ đó hả? Mình gọi là lụi là tại vì mình học nó chưa có phải là tròn đầy để biết hết được. Rồi ví dụ như chữ toàn diện hay là hoàn toàn, nhưng mà nếu mình học mầm bán tự giáo, mình chưa có thành Phật có mặt thì cái chữ toàn đó mình đọc không có được. Mà nói tôi nói cho mày biết cái này nó ngon tàn đi à, mà bằng cái này nghĩa là nó tàn diện lắm, thế thì cũng đọc được đó. Nhưng mà đọc như vậy là cái người hiểu biết đúng đắn người ta chưa có chấp nhận đâu. Thế thì trường hợp như vậy tôi gọi là mãn bán tự. Trong kinh điển Đại Thừa này ta gọi là bán ví như bán tự giáo, chữ mà mình mới học được phần nửa, mới viết được phần nửa. Còn giáo lý Đại Thừa là như cái chữ đánh dần học hoàn toàn, trọn nghĩa. Thành ra về Việt Thừa thì phải hiểu kinh này là chỉ dùng tư tưởng Đại Thừa mà học, mà tu, mà lý luận, mà phân tích. Còn nói về giáo, giáo thì ngũ thời bát giáo, nghĩa là tam thời ngũ giáo mà tôi đã triển khai rồi đó, thì phải nói đây là viên giáo, tức là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo, tức là giáo lý viên mãn. Để như vậy. Thế thì là còn về thời ha, thời là cái thời này là cái thời Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, là cái thời điểm cuối cùng mà Đức Phật nói kinh này rồi là nhập Niết Bàn, chứ không còn kinh gì nữa để nói. Có bài kệ gọi là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Kinh A Hàm là cái tạng kinh giáo lý mà dạy cho Tiểu Thừa. Thì sau khi mà Phật thành đạo thì là Phật nói cái đó trước đó. Còn cái trước nữa là không có ai nghe đó, thì là cái thời Quan Nghiêm là Phật tự nói với mười phương chư Phật về phương diện mà lý tánh đó, là chỉ có
Bồ Tát ở trong mười phương nghe thôi. Còn có thể A Hàm mà Phật triển khai thấp, dễ hiểu cho các căn cơ có thể học được, thì thầy gọi là cái thời kinh A Hàm. Rồi thời Phương Đẳng tức là kinh Đại Thừa, Thủy Giáo mà bắt đầu học Đại Thừa. Rồi thời Bát Nhã là cái tư tưởng Bát Nhã là 22 năm, chính trong thời gian 49 năm Phật thuyết pháp. Còn cái thời Pháp Hoa Niết Bàn này là cái thời gian chót, còn 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn thì Phật nói kinh Pháp Hoa. Trong lịch sử là như thế. Như vậy có nghĩa là cái kinh này là Phật nói rồi là coi như không còn gì để nói nữa. Tất cả những cái từ thấp tới cao Phật nói hết rồi. Kinh này là cái cao nhất, triển khai một cái tư tưởng là tận cùng của tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa. Do vậy cho nên không lấy cái tư tưởng của kinh này mà so sánh với các thừa khác, các giáo khác và các thời khác được. Vậy bây giờ cái đó là ta học cái đề kinh. Cái đề kinh là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thì Đại Thừa là cái cổ xe lớn nhất ở trong các cổ xe, như là cái phẩm thí dụ ở trong kinh. Ông trưởng giả dùng 3 cổ xe để ví dụ cho 3 thừa, là cổ xe dê, cổ xe nai và cổ xe bò, hay là nói xe trâu trắng cũng được. Bởi vì trong đạo Phật thường dùng cái con trâu mà để ví dụ cho cái quá trình cũng như cái tiến trình tu tập của mình. Cho nên là cái chữ ngưu xa đó là cái xe đó, đó lẽ ra là cái chữ ngưu là phải dịch đó là con bò, là xe bò. Còn con trâu là phải dùng chữ thủy ngưu thì mới là trâu, còn chữ ngưu không là phải nói là bò. Do vậy cho có người người ta cũng nói là xe bò, nhưng mà không nên nói xe bò, là vì trong đạo Phật thường dùng cái con trâu mà để ví dụ cho cái tiến trình tu tập cải tạo phiền não vô minh, xây dựng trí bồ, xây dựng bồi dưỡng trí tuệ cho mình, nên dùng con trâu để ví dụ. Vì con trâu nó có cái tính chất hiền lành ôn hòa, mà các chùa, các bậc tiền bối người ta phát họa hình dung cái quá trình tu tập của mình, ta dùng cái bậc thập mục ngưu đồ, cái bức tranh mà người ta vẽ dùng con trâu làm cái đối tượng về chủ đích của cái bức tranh đó là con trâu. Ví dụ như cái người tu hành hồi nào giờ không có để quan tâm để ý gì về việc tu hành hết, thì coi như chuyện bình thường, không có gì đáng nói hết. Thế thì bây giờ cái giai đoạn thứ nhất mà bắt đầu tu hành đó, là coi như cái người này là hướng bắt đầu có để ý hướng nội, về nội tâm. Thế thì trong đó là ta vẽ cái người này, có một cái người đi tìm dựa theo cái dấu chân trâu mà để đi tìm trâu. Và ta ví con trâu là nó hiền thục, nó hiền lành, mà để ví cái tâm của mình đấy. Thế thì bắt đầu muốn tu thì là coi như là đi tìm trâu, tìm dựa theo dấu chân trâu mà tìm. Đi tìm rồi được gặp trâu, coi như cái tiến trình nó phát triển là mình có được nhận thức phần nào về cái tâm tánh của mình rồi. Coi như mình biết được rằng thế nào là tâm tánh, còn thế nào không phải là tâm tánh, có quan tâm rồi.
Chứ còn bình thường ấy, như người thường có người ta không có đặt vấn đề tâm tánh gì hết. Thân này xác này nói như vậy, cứ sống như vậy, ăn nói đi đứng làm lụng như vậy là sao được sống thì thôi, không có đặt vấn đề gì hết. Bây giờ đặt cái vấn đề tâm và cảnh rồi. Thế thì là bắt đầu đi tìm hướng nội. Muốn đi nâng đường tu tập là tôi tìm, tôi thấy được thế nào là cảnh, thế nào là tâm. Biết được tâm thì coi như là đã đi tìm được trâu. Nhưng mà con trâu lúc đó thì con trâu đó nó còn đen thù lùi thôi. Thế thì gặp thấy được trâu rồi mà tìm nó rất là khó. Ví nó mà bắt nó là phải thủ thế chứ không nó hút nó chém đấy. Thế này là phải hết sức cực khổ mới bắt được nó, mới xỏ được cái lỗ mũi nó. Coi như mình chinh phục được phần nào, mình biết được tâm mình rồi, mình chinh phục được phần nào những cái hung bạo, những cái xấu xa, những cái tội lỗi của nó rồi, coi như là có được xỏ lỗ mũi mà con trâu vẫn còn đen tuyền. Thế thì trên cái tiến trình mà tu tập phát triển á, thì con trâu nó bắt đầu nó cắn từng đếm một, cắn từ cái đùi sau một đếm, rồi cắn lan qua đùi bên kia, rồi cắn lan ra bên hông, rồi cắn tới, cắn nhiều thời gian rồi là lần lần con trâu nó cắn. Có nghĩa là nó cắn đó, có nghĩa là để ví cho cái người tu hành á, mình gột rửa phiền não của mình lần lần nó sập cái phiền não đi, sập cái đen, cái nhơ, cái xấu đi, cái phiền não buông minh đi, cái tâm mình nó lần lần nó trong sáng, nó trắng đó. Người ta ví như vậy, cái vẽ 10 giai đoạn, trâu đen, trâu có giá, từng đốm, rồi trắng càng ngày càng nhiều, cuối cùng là trắng tuyền, trắng toát hết cả con trâu. Thế thì lúc đó là coi như là thành công rồi. Qua 10 cái giai đoạn, tôi vẽ tôi gọi là thập mục nhu đồ, tức là 10 giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng là có những chỗ mà con trâu nó trắng hoàn toàn ha. Rồi thì trâu và người không còn cầm dây dàm, không còn cầm roi nữa. Người ở ngồi chơi thông dong thoải mái, có lúc cởi nhân trâu rồi, bây giờ ngồi chơi thoải mái. Mà con trâu không ăn bậy, không phá tán nữa. Thế thì tới đó là coi như thành công. Nhưng mà có những cái ông, cái tư tưởng người ta, ta biến chế lại. Có những cái lúc mà ta gọi là tới cái lúc mà cuối cùng rồi, trâu mà nó trắng tiền rồi đó, thì là trâu và người đều không còn nữa. Nghĩa là năng tu và sở chứng không có. Thành ra cái mức cuối cùng, cái bức tranh cuối cùng á, là ta vẽ một cái bầu trời bình minh xuất hiện. Có cây tươi mát mà không có cảnh và không có người và không có trâu. Thế thì ta vẽ tới cái chỗ mà nó thanh tịnh cho tới năng sở không còn. Thế thì cái đó là cũng là một cái ý sâu, nhưng mà làm cho người xem tranh mà không có ai giải thích thì khó hiểu. Thì theo tôi nghĩ về cái bức tranh mà tới chỗ con trâu mà hoàn toàn khỏi cần có sỏi dây dàm mà tự nó trắng hết, và mà cái người bây giờ có thể ngồi chơi ở chỗ nào đó mà thổi sáo mà ngậm kèo gì đó mà nó không có phá tán, thế thì tới đó cũng gọi là thành công được rồi. Do vậy cho nên là về thừa đó thì Kinh Pháp Hoa ta ví Đại Thừa là như cái cổ xe trâu trắng lớn đầy đủ tiện nghi nhất so với cái xe dê và xe nai và xe dê, để ví cho tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Mà Kinh Pháp Hoa là ví cho cổ xe trâu lớn nhất, là tức là đại thừa đó. Và cũng do cái nghĩa đó cho nên bên nay là cũng là trong cái buổi học năm mới, tôi lưu ý nhắc nhở đại chúng vấn đề thừa là hết sức là quan trọng. Các vị mà nắm vững học kỹ về cái công dụng, cái cách tu hành, cái cách đoạn trừ vô minh phiền não, gieo trồng phước đức trí tuệ của mình,
mà các vị để ý từng thừa một thì các vị tu hành không phí sức, mà kết quả ngang bằng với ý muốn của mình mà mình không có phí sức, không có tốn hào những cái tư tưởng bâng quơ trông chờ hy vọng mà không bao giờ hiện thực được, mà muốn khỏi cái bệnh mà trông chờ mong đợi mà luống công vô ích đó, thì đại chúng nên để ý về thừa. Thừa tức là cổ xe, mà tôi dùng năm na là mình có tiền mua vé xe đi du lịch với cái kiểu xe nào, cỡ xe nào và lộ trình bao dài, bao nhiêu tiền, dựa vào cái ý nghĩa đó mà mình tu hành thì nó dễ lắm. Mình chỉ có 3.000 đồng bạc thì mua vé xe buýt, tức là xe chạy nội thành, thì mình chỉ có quyền tham quan du lịch nội thành mà thôi. Vậy thì nếu mình tu nhân thừa tam quy ngũ giới thì mình chỉ hưởng được cái phước báo ngang với tam quy ngũ giới mà thôi. Và tôi nói ví dụ như là nghĩ tới đời sau, thì đời sau mình cũng vẫn là một con người trở lại họ sinh làm nhân thú hay là nhân đạo á, ở cõi người, chứ đừng hy vọng cái khác. Hy vọng cái khác là ảo tưởng, là không tư hư tưởng, là quan đường, là không có thực tế và không bao giờ có được gì hết. Bởi vì mình mua vé xe nội thành mà, ta đâu có chạy ngã nào khác hơn nữa được. Mình tu tập nhân thừa mà, thì mình hưởng phước báo của nhân thừa, đừng có đòi cái gì nữa. Do vậy cho nên là có ngày mình chết, tôi nói ví dụ ha, nói này nó giống như nó đụng chạm mà, chứ không phải, không phải cố ý đụng chạm người ta. Ví dụ như ngày mình chết thì mình đừng có rước thầy tụng kinh cũng được nữa. Nó đâu có đi cực lạc, cực liếc gì đâu, đâu mà rước. Mà rước mấy thầy là luôn luôn là phục nguyện nhất thành thượng đạt, giảng tội băng tiêu. Nghĩa là cái dinh cái tâm thành ra là giảng tội băng tiêu, nguyện dông hồn đắc độ cao siêu, siêu ngã đạo. Mua vé xe Sài Gòn thì đi đội trong thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ, ha. Rồi cầu nguyện cho ơn linh gì đó, thừa tư Phật lực, tâu thính pháp dân kinh, tóc xả mê độ. Trời ơi, hồi còn sống về rồi mà năn nỉ đi nghe kinh khuyến khích muốn chết mà không nghe. Mà nghe mà giảng đủ thứ ngôn từ mà cũng còn không hiểu. Mà đây rước thầy lại tụng ra lại bắt tùng tỷ Tây Phương Hóa Tập Vạn Ức Phật Độ Hữu Thế Giới Danh Nhất Cực Lạc. Nghe vậy rồi các vị hiểu hay sao? Thấy không? Cho nên là không thể thừa tư Phật lực, thính pháp văn kinh, tóc trả ô đồ tảo đăng tịnh độ. Tịnh độ chơi cái gì mà bằng ít mà đòi ăn nhiều. Trồng thì có vài cộng hành mà đòi bán mấy tấn. Ở xíu tôi trồng hành nhiều lắm, thành ra trồng có trong một cái chậu nhỏ về à, mà tới mùa thu hoạch là đòi bán mấy tấn hành với người ta. Sao có cái số tiền đó được? Do vậy cho nên là cái việc tu hành của mình á, dựa vào cái thừa mà mình ấn định cái cuộc đời của mình, nó khỏe vô cùng, không có đòi cái gì nữa hết á. Không có đòi thành Phật bất tử được, không có đòi giảng sinh cực lạc thình lình được, mà dựa vào cái nhân thừa thì nhất định là trở lại. Cái điều đó Phật nói thẳng thừng như thế, anh tu cái nhân thừa là nhất định là anh chị sẽ trở lại làm người thôi. Anh chị tu thiên thừa Phật giáo thì nhất định là anh chị trở lại làm người mà hưởng cái phước báo của trời. Trời cũng vẫn là người, người trời mà. Còn tu cái nhân mà thanh văn thừa gọi là xuất ly tam giới thì vẫn là trở lại làm người, nhưng mà làm người đó không có bị những cái phiền não ưu bi khổ não.
như các vị A-la-hán vẫn là thọ sanh trong mười phương đó chứ. Có ông thì thọ sanh đi thuyết pháp vân vân. Bồ Tát thừa cũng vậy, thế thường hành Bồ Tát đạo cũng sanh lại làm người, nhưng mà làm người để mà phát triển cái đạo Bồ Tát của mình, và cuối cùng công duyên quả mãn được thành vô thượng Bồ Đề cũng vẫn là người. Tất nhiên là người không phải là nhất định ở trên cái mặt đất này thôi, mà hà sa số bất khả thuyết vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới chúng ta vẫn có thể làm người theo cái thừa mà của chúng ta tu tập. Anh nói vậy thôi, cho nên học cái thừa nó lợi dữ lắm. Bây giờ đi ngay bộ kinh này, tôi xin thưa rằng tất cả chúng ta trong đó có tôi chưa có thành Phật được cái kiếp này đâu, đừng có ảo tưởng. Nhưng mà các vị mà học cái đạo lý luận mà sâu xa đó thì các vị là Phật. À, các vị là Phật, nhưng mà các vị chưa thành Phật được trong kiếp này. Đó là một vấn đề cần phải học kỹ. Đây này nhá, ba câu ở sau này nữa nè. Tất cả chúng sanh là Phật. À, đây là giáo lý của Pháp Hoa đây nè, cái này khó nói lắm đó. Câu thứ nhất, tất cả chúng sanh là Phật. Nhưng mà câu thứ hai lại trục đi một mức, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Thấy mâu thuẫn chưa? À, mâu thuẫn mà không mâu thuẫn đâu. Tu là thành Phật, chỉ có một Phật thừa thôi. Đó là tư tưởng đại thừa. Chứ còn ví dụ như tu mà được thành trời, thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, cái đó là phương tiện của Như Lai. Chứ còn mọi người hãy tu là thành Phật, và mọi người đều có khả năng thành Phật, chứ không phải khó khăn lắm. Tuy nhiên khả năng có thể thành Phật thì có, nhưng mà không phải ai cũng thành Phật dễ dàng, nhanh chóng, thẳng tắc mà được. Mà nó tùy theo cái khả năng của mình, làm theo cái năng lực của mình, mà hưởng cái thành quả do mình tu tập, mình tạo tác ra. Nếu hoàn cảnh môi trường của mình mà chưa đi đúng được cái nhân để thành vô thượng Bồ Đề, mà nó ngang bằng với cái nhân của thiên thừa, thì mình hưởng cái phước báo, cái quả là ở cõi trời. Ngang bằng với thanh văn duyên giác thừa thì mình hưởng cái phước báo, cái quả ở địa vị A-la-hán và Bích Chi Phật. Nói như thế. Do vậy cho nên là cái kinh này là để ý mà học, nó hay lắm đó. Tôi xin nhắc là ở đây là các vị có nghe một vài lần rồi đó, nhưng mà cũng xin khuyến khích là các vị đừng nghĩ rằng mình học rồi mà mình bỏ, mình không đi nghe nữa thì uổng đó. Là bởi vì mình học rồi, có rồi thiệt, nhưng mà kinh điển á, đọc một lần thì mình thấy cái quyền diệu, cái sâu sắc của nó ngang cỡ đó, tức là nó là 10%. Mà đọc hai lần thì mình thấy cái hay ho, cái thâm thúy, cái sâu sắc của nó 20%. Mà đọc 100 lần là cái sâu sắc của nó, có thể nó thâm nhập vào trong trí tuệ của mình rồi đó, thì nó lại ít mới được 100% cho mình. Từ trường hợp mà bị cái nhân duyên gì mà là nó khó khăn, nó ép ngặt không đi được thì chuyện đó bất khả kháng. Chứ còn nên đi nghe,
dầu đã có nghe rồi. Thành thật tôi nói đại chúng á, tôi học đạo năm nay là mấy mươi năm ha, hơn 50 năm á, mà kinh này mà cả đọc mà cả nghiên cứu mà cả viết mà cả soạn ra là biết coi như biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi một lần mà đọc nó nảy sinh ra một cái trí tuệ, một cái nhận thức hết sức là sâu sắc. Cũng như là hôm Tết tới nay tôi đọc, tôi tụng cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Trước kia tôi đọc biết bao nhiêu lần, bây giờ tôi đọc tôi tụng nữa thì từng câu từng lời nó thâm thúy vô cùng. Thậm chí những cái điều nào mà tư tưởng mà của những người sau, những cái tổ mà in ấn mà thêm thắt vô này kia là tôi nghe qua là tôi biết hết. Kinh người ta có thêm thắt dữ lắm đó, nhiều khi đại chúng không có biết đâu. Nó trải qua ngàn năm này, trong năm kia, ngàn năm này mà. Thành ra có những vị người ta thích theo cái sở thích của người ta, ta hứng thú rồi, cái rồi người ta in lại cái bản kinh đó, người ta đem cái ý kiến của mình vô, ta chen vô. Cho nên có khi, nhiều khi là mình đọc kinh vậy đó, về mặt cái văn chương văn hóa tôi gọi là phủ chính, tôi gọi là hiệu đính là như vậy đó. Có nghĩa là cái người đó phải thật là quán triệt sâu sắc thì mới phủ chính những cái sai lầm, mới hiểu đúng những cái lệch lạc, tức là chính đúng lại. Mà cái đó là phải đi sâu vào trong đó nghe mới biết được. Còn như Phật tử tại gia là chưa có cái điều kiện đi sâu vào thì coi như là các vị đọc trang nào, câu nào, chữ nào là các vị tinh trọn mà thôi. Mà tinh trọn như vậy là có những cái mà nó đảo ngược lại cái tư tưởng trước và tư tưởng của cái đoạn sau, của cái chương sau đều trái ngược hết, mà các vị sợ tội, các vị không dám mà cải chính, mà cũng không dám chê rằng tại sao cái đoạn trước nói hay như vậy mà đoạn này nói nghe là không được bằng lòng như vậy. Đoạn trước nói nghe đại thừa như vậy mà đoạn này nói nghe trung thừa và tiểu thừa như vậy, các vị không dám sửa. Do vậy mà đọc quá, khi mà đọc mà nó thuần thục và nó thâm nhập vô trí tuệ rồi là nghe chỗ nào lệch là biết ngay. Giống như dưới con mắt nhà nghề của thợ mai, cái đường kim mũi chỉ của ta nhìn vô cái ta biết thợ mai đó sao. Cái câu mà đi mà dẻo vậy là thợ mai là bậy bạ rồi, không có mướn nữa đâu. Tôi nhìn cái luôn cái đường chỉ tao biết, mà luôn cũng cái giặt áo tao cũng dính vậy, mà mũi chim đâm qua cái đâm lại cái tao giống như là nên xấu rồi. Là tao biết cái thợ này không có ngon. Còn thợ xịn tao luôn á là mũi chim nghe băng như là căng cái sợi chỉ ra. Thế thì là nhà nghề mới nhìn qua được. Còn không phải nhà nghề thì miếng áo nó dính là bận được rồi. Thành ra đọc hay lắm, thích thú lắm. Tôi thì bây giờ tôi nói thật với đại chúng là mỗi một năm tôi có thể nói thẳng mà tôi không sợ. Mỗi một năm trên con đường mà hành đạo này là trí tuệ của tôi nó mở mang từng bậc mà thấy rõ rệt. Bởi cái nhận thức bình thường cho tới nhận thức trong sáng, rồi còn nghi hoặc còn sai lầm, đi tới cái chỗ không còn sai lầm. Lý luận vững vàng, không còn sai lầm. Rồi mở mang á. Mà cái người tu á, là tôi xin thưa với đại chúng là cái người tu người ta gọi là phải phát sanh trí tuệ. Mà nói gọn hơn là, và đúng hơn là phát tuệ, gọi là phát huệ đó, tiếng miền Nam gọi là phát huệ đó. Cái từ đó rất là đúng. Tu hành là phải có phát huệ. Mà huệ mà không phát là coi như là cái sự tu hành của mình là dậm chân một chỗ đó. Phải phát huệ. Mà trí huệ sanh thì là mới
là cái nhân chính để thành Phật. Bởi vì chữ Phật là cái quả tối thượng của huệ, là quả vô thượng Bồ Đề. Mà nếu không có huệ, tức là không có nhân mà, thì làm sao có cái quả vô thượng Bồ Đề được. Vì vậy cho nên cái phát huệ là cái cần. Mà tu huệ là mới là chứng nhân thành Phật. Còn tu phước là chuẩn bị để hỗ trợ để cho nó cái huệ nó phát sanh. Mà muốn thành Phật là phải huệ phát sanh tới đỉnh cao tột thì mới thành Phật được. Do vậy tôi nhắc với đại chúng là để ý là tu Phật là bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái độ trong lục độ, năm độ trước đều gọi là thuộc về tu phước cả. Nếu như mà không cái độ thứ sáu mà không thành công, không phát sanh trí huệ, thì coi như cái việc tu của mình là còn phải tu nữa thôi. Còn phải tu nữa thôi. Nó giống như là các vị xài một cái đèn, mua một cái đèn bóng. Các vị mua cái đèn, rồi các vị châm dầu, rồi các vị làm kim, rồi các vị chuẩn bị cái bóng. Mà cái bóng các vị chuẩn bị không cắn được. Mua cái đèn tốt, chùi bóng nhán, châm dầu vô đầy, làm kim thật là mới, đồ dặn dặn hoàn toàn. Mua bóng đàng hoàng mà cái bóng đen xì khói đóng mà các vị chùi không được. Không chùi được cái bóng, không biết cách để chùi cho cái bóng nó sáng trắng ra. Thế thì dầu ngọn đèn có, đèn lửa trong đốt có, ngọn lửa được đứng yên đàng hoàng, có ngọn lửa đàng hoàng, có dầu, có đèn đủ thứ, mà cái đèn nó coi như không có được gì hết. Nghĩa là cái khói nó đóng ông khói đen xì. Thì các vị đem để cái đèn đây thì cái mâm cơm đồ ăn hoàn toàn đầy đủ như này đây, mà các vị không hề gấp trúng được, là vì nó không có ánh sáng. Mà cái công dụng mà được xài được cái đèn là chính là tất cả những cái kia, từ mua đèn, bình đèn, bầu đèn, thêm đèn, đồ vắng, dầu đồ tốt, là cốt là lấy ánh sáng để xài. Mà cái bóng mà các vị không lau chùi được, không tỏa ra ánh sáng, cái đèn không tỏa ánh sáng được, là cái đèn coi như vô dụng thôi. Chỉ chờ cái người nào mà dạy cho cái cách mà làm cho cái bóng đèn trắng trong, thì lúc bây giờ nó mới ra ánh sáng, cái đèn mới hoàn toàn là công dụng của cái đèn. Thế thì là việc tu hành cũng vậy. Bố thí thì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định, tất cả đó đều là chuẩn bị dầu và đèn, lửa đang qua hết. Nhưng mà phải cái điều kiện phải làm cho cái trí tuệ nó bừng, nó tỏa ra, thì mới gọi là thành công được. Do vậy tôi nói cái đó là cái mà là các vị mà nghe mà xem thường, là các vị tu không có thành công đó. Chứ không phải học cái gì ghê gớm lắm đâu, không phải nói trời trời Phật Phật nhiều là được đâu. Những cái nhỏ nhặt vậy đó, nhất định là phải trí huệ phải phát sinh từng mức một, từng mức độ một, từng ngày, từng tháng, từng năm. Mà trí huệ không sanh là coi như mình tu là lạc. Thành ra giữ giới thì nữa cũng vậy. Kinh Phật nó gọi là nhân giới, sinh định, nhân định pháp huệ, thứ đó thành đạo, bất phụ thánh đạo, xuất gia chí hỷ. Do giới mà sinh định, do định là để nó sanh trí tuệ. Ngõ hầu phải làm nên đạo Phật mới không phụ cái chí hướng xuất gia. Chứ giữ giới mà nghĩa là như con mèo mà rình chuột, và đi nhẹ như con mèo, hơi thở nhẹ như con mèo, nằm im như con mèo, tức là làm cho thân
tâm ràng buộc cột nữa ha, hết sức ta gọi là tứ quan nghi á, mà trí tuệ không có thì cũng không được gì hết. Bởi vì giới là có cái sinh định, mà đây giữ giới không à, giữ giới về cái đi cũng kiểu cọ, rồi cái đứng cũng kiểu cọ, rồi cái nằm cũng kiểu cọ, rồi cái ngồi kiểu cọ, cái ăn kiểu cọ, cái nói cũng là sửa sang, làm cho mình hành khổ lấy mình. Do vậy cho nên giới là cốt để thành định, mà định là định phải sanh tuệ nha. Chứ cái định mà ngồi mà khô chết đứng chết cứng nghe là cái định đó không có được cái gì hết á. Cái định đó giống như là mấy cái tượng đất, tượng xi măng, tượng đá, tượng đồng, tượng vẽ, tượng thêu, không có được cái gì hết á. Cho nên là nhân giới sinh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ, phải phát sinh trí tuệ. Rồi còn cái việc mà cầu nguyện giáng sinh á, cái thánh viên này nè, không biết bao nhiêu người cầu nguyện giáng sinh nè, thì tôi nói hoài thôi nè, gần chết rồi, có nhún nhường mà có dị tình lắm cũng chết. Cho nên bây giờ năm nay tôi xin thưa là tôi còn nói thẳng những cái kỳ cục hơn những năm trước nữa. Các vị chịu là nghe, còn không chịu là không nghe. Chứ còn á, Phật tử mà có lòng tu tập ham tu mà các vị tu nó lệch, nó ức tôi ghê gớm lắm. Tu nó lệch các vị không thành công được cái gì hết á. Mà tiền mất tật mang, công sức tốn hao ghê gớm mà các vị không được vậy. Ví dụ như là cái động viên này nè, trời ơi, Phật tử biết bao nhiêu người kéo ì lên trên Bình Dương nè. Mà tôi nói thật với các vị mà đi cúng bà, cúng miễu như vậy là các vị thuộc về đa thần giáo rồi, các vị không phải là Phật giáo đâu. Phật giáo không phải nhất thần giáo mà cũng không phải đa thần giáo. Thần thánh quỷ thần, đạo Phật nó có. Nhưng mà quỷ là ra quỷ, mà quỷ có phước có đức thì gọi là thần. Cái chuyện đó là cảnh giới của họ. Văn hóa người cho ra, tập quán ăn ở người cho ra, trời anh ta giảng dị đơn sao tôi thấy tôi thích coi mấy cái đó lắm. Rồi có những đồng bào Mèo, đồng bào Tây, đồng bào Nùng, đồng bào Thái, đồng bào Ba Na, vân vân. Mỗi một người giống người như vậy ở trên đất nước Việt Nam này, cùng ở trên đất nước Việt Nam, mà ngôn ngữ khác, tập quán khác, sinh hoạt, cái cách sống khác. Cái gì là ở trong cái vũ trụ này mà Phật cho biết rằng lục đạo chúng sanh trong đó có quỷ thần, thiên nhân Atula, quỷ, súc, địa ngục, thì họ là một đạo ở trong lục đạo, một giới ở trong một thú ở trong lục thú. Do vậy cho nên các vị đừng có đi cúng kiến giáng sinh của các cái thú khác, họ không có làm gì được cho mình. Còn những cái trường hợp mà cái người tôi nói đây là tôi nói thật đấy, những cái người mà thỉnh thoảng có những người mà thấy quỷ thấy ma dựa kề cho thấy hình thấy bóng đó, là cái đó phước đức mỏng lắm đó. Phước đức mỏng lắm mới là ma dựa, ma nhập rồi thấy ma, thấy quỷ. Chứ cái người mà phước đức lớn là không bao giờ cái đó thấy được đâu. Cái người phước đức lớn là ma quỷ không dám dùng con mắt mà nhìn nữa, chứ đừng có nói vô nhà mà phá khuế bản thân. Cho nên cái người mà bị như vậy mình không phải mình cười người ta đâu nhá.
nhưng mà học Phật thì phải nói theo Phật. Cái phước đức nó mỏng, đời trước nó mỏng, cộng với đời này nó mỏng, cho nên nó có những cái hiện tượng như vậy. Cho nên bảo rằng không có những hiện tượng ma quỷ vừa nhập quấy phá, nói là không có hoàn toàn không đúng. Mà nói rằng ma quỷ có thể quấy phá là hại con người để cầu cúng, để dân sinh lễ lại nó, lo hối lộ cho nó bằng kiểu cúng kiểu này cúng kiểu kia, điều đó đâu mà không bao giờ làm. Là vì nó không có khả năng hại người ta được, nếu mà những người có phước đức. Cho nên cái tục ngữ của dân gian cũng có những câu rất hay: ma bắt nó coi mặt người ta. À, chứ không phải là muốn bắt ai bắt. Nếu nó muốn bắt ai nó bắt là chiến tranh trên thế giới này sẽ chấm dứt dễ dàng. Tôi nói ví dụ như 2017 mà Liên Xô là bị các cái nước quấn chết cả bao nhiêu triệu, thế thì là bao nhiêu triệu người mà chiến sĩ mà bị chết như vậy, thế thì là chỉ có cái hồn không chứ không còn xác, thì mình nhập vào những cái tại binh của cái đồng minh đối lập đó mà dễ quá. Thế thì là cứ nghĩa là 2 triệu cái hồn một lượt mà vô mà bấm cổ mà bịt lỗ mũi cái thứ quân địch của mình đây nè, khỏi có tốn súng tốn đạn. Dân Việt Nam mình đây nè, bao nhiêu năm chiến tranh cũng vậy, nếu mà hại được địch thủ là cứ bóp cổ bịt lỗ mũi đó ban đêm, thì cần chi để cho dân tộc chịu mấy mươi năm chiến tranh mới giành được độc lập mà tốn xương máu dữ vậy. Do vậy cho nên cái vấn đề sinh tử nó rõ ràng như thế, không phải ai muốn hại ai, ai muốn phá ai cũng được, không phải vậy. Đạo Phật nói cái chuyện đó rõ ràng, kể cả bùa chú ém đối cũng vậy, nói rằng là nó không ém đối phá hoại ai được hết, thì cũng chưa hẳn vậy. Nhưng mà bảo rằng là bùa chú đó có thể là làm chết người ta, tiêu diệt người ta, gia đình phá hoại gia đình ta, không được vậy đâu. Bằng cớ là những cái ông tổng thống của nước này nước khác là có ông nào mà không nói tên nói họ của mình đăng trên báo. Nếu như vậy là những cái nước mà xài dùng bùa ngải đó nó ếm những gì mà nguyên thủ quốc gia của cái nước địch thủ là chết cống hết, mà khỏi có cần điều binh khiển tướng đi quánh giặc. Thế thì sao nó không dùng ngải nó thư tổng thống Clinton hay là tổng thống Carac hay tổng thống vân vân trên thế giới? Không thư được, không ém được. Do vậy cho nên là học Phật mà thật sự thì ta phải để ý mấy cái đó đó. Chuẩn bị học Pháp qua phải loại bỏ những cái tạp tưởng bình thường đó, phải nghe trên Pháp qua mới được. Cho nên là xin thưa đại chúng là trên cái quá trình tu tập là tôi mỗi năm tôi đọc kinh, tôi giảng diễn rồi tôi học đấy, đều có phát triển phát sinh trí tuệ tốt, phải nói là tiến đều đều. Mà khi mà trí tuệ của tôi mà nó tiến lên nữa, đều đều lên đó, thì trong khi đó tôi nhìn cái số Phật tử càng đau lòng hơn, đau lắm. Vì cái số mà mình truyền đạt cái tư tưởng của mình mà cái người tiếp thu đó ít quá. Còn đau hơn nữa là đây nói là không phải mình nói nghe nó bi quan quá không, chứ những cái trường Phật học mà tôi giảng cái truyền đạt, tôi làm Phật sự mà dạy học đó, tôi tăng ni đó, cũng còn nặng nề và lo lắng ghê lắm, chứ đâu có phải vừa lòng gì đâu, không có vừa lòng gì hết, chưa có tâm đắc gì hết, chưa có lạc quan được gì hết. Là vì cái tiếp thu của người ta nó tùy theo nhân duyên phước báo căn cơ trình độ, không phải là mình nói là ai cũng nghe. Do vậy cho nên là cái điều kiện nhân duyên như vậy là tôi nói hết lời đó với đại chúng đó. Tôi không có cố ý mà công kích đả phá người này
tổ chức nọ tôn giáo kia để mình giành quyền lợi về mình. Không, đối với tôi mà công kích tôn giáo khác mà để mà làm thành dựng cho tôn giáo của mình, tôi cũng không thèm làm, chứ đừng có nói mà cho bản thân tôi. Bản thân cũng không có thèm làm. Làm là mấy mươi năm là phải giành tranh, giành quyền lợi địa vị kiểu này kiểu khác là lúc trẻ cả. Chứ bây giờ mạng sống của tôi tính từng ngày từng tháng, chưa không cần tính bằng năm đâu. Cho nên là tôi suy nghĩ thôi chứ còn làm không được đâu. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái nước Anh hay nước Mỹ, cái chào của người ta là cái ý định của người ta là hay hơn cái chào, cái cách chào nhau của mình. Chẳng hạn như là buổi sáng gặp chào nhau gọi là good morning, chào buổi sáng hạnh phúc. Buổi chiều good evening, chào buổi chiều, chào ông anh chị hạnh phúc. Buổi tối chào good night, chào anh chị chúc ngủ ngon. Còn mình sáng cũng chào, chào anh chào chị, trưa cũng chào anh chào chị, chiều tối cũng vậy. Cho nên bây giờ tôi mới, gần đây tôi mới lập cái thiền viện chân không, rồi tôi mới định tổ chức ra cái người nào mà theo môn phái của tôi là chào bằng cách nghĩa là chào buổi sáng là bất quy tử, chào chị bất quy tử, buổi chiều á chào anh bất vô cầu sanh. Đó là tự tưởng của tôi đó. Rồi tối chào á là tối là dùng chữ gì vậy ha? Thật cương người đúng ha, thật cương người đúng chào chị. Để vậy, bởi vì á tu hành mà mình còn quý tử, mình còn tham sanh á, là tôi xin thưa với đại chúng là coi như không có thành công rồi. Tất nhiên là tục ngữ tôi có câu là con chó nó còn tham sống, nó muốn sống để nó ăn là cái thứ mà người ta cử đó, tự không nói nó ăn cái thứ ngủ có luân hồi. Thế thì con người tại sao mà là bất quý tử vô cầu sanh, không sợ chết, không tham sống, vậy thì người gì? Nhưng mà tôi nói cho đại chúng để ý là cái người mà học đạo mà thấy được chân lý là không sợ chết. Nếu cái lúc phải chết, không tham sống, sống mà nó không có ý gì hết thì ta không tham mà. Không tham sống, cho nên trả bản sáng cầu bất quy tử vô cầu sanh để nhắc cái đó. Sách Nho có cái câu mà tôi tâm đắc vô cùng: chí sĩ nhân nhân vô cầu sanh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Kẻ chí sĩ, một là người chí sĩ, hai là người nhân. Không cầu, không tham sống mà với cái sống để làm hại cho người, có hại cho người, thậm chí có lúc dám tự giết mình để mà thành tựu cái đức nhân của mình. Ta vậy đó, những cái câu đó là tôi luyện ý chí đó rất là hay. Còn cái người học Phật mà không cầu sanh, không tham sanh, không quý tử đó, không phải là mình tự hủy diệt chi, nhưng mà nó là chân lý. Chân lý là vậy đó, bởi vì sanh lão bệnh tử là chân lý. Mà nếu mà mình sợ chết là tâm thần mình rối loạn dữ lắm. Mình tham sống thì trong cái lúc mà nó bệnh nó chết thì mình bối rối ghê gớm lắm, lập trường mình mất đi.
Do vậy mà cái đó phải luyện đó nha, phải luyện cho nó quen, ta gọi là chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng về cái cách nhìn chân lý, nhận thức chân lý của mình, để khi mà nó bệnh là nó già là nó bệnh nó chết, mình không có đột ngột, mình không có bị nó coi như là những cái chuyện nó tới một cách đột ngột rồi mình phản ứng không kịp, không có chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng. Do vậy mà trong lục đạo, trong ngũ thừa, coi như mình tu tập thừa nào, mình mua vé xe du lịch cỡ nào, đường xa đường gần là mình sẽ đi ngay cái xe đó, tu tập thừa nào là tới thừa đó, dứt khoát vậy mà thôi. Như cái đó là cái mà tôi muốn nói hết sức, và thậm chí nói sao mà cho bậc tưởng như là thấy rõ được cái điều đó, để cho cái việc tu tập của mình nó không có hoang phí và nó không có nản lòng. Nhiều khi mình tu thì ít, mình tu nhân thừa hay mình tu phiến thừa, mình mời đòi hỏi cái địa vị của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát thừa, rồi cái quả không được như vậy, rồi mình thất vọng, mình nói rằng đạo Phật tại sao mà van xin cầu nguyện tu tập như vậy mà không linh, rồi mình nản chí đi, là cái đó là tội, là do mình đó. Thậm chí có người lấy cái điều kiện cầu nguyện mà để mà đặt điều kiện với Phật với Bồ Tát: công của tôi tu như vậy, tôi bố thí như vậy, tôi trì giới như vậy, tôi ăn chay ăn lạc như vậy, giờ tại sao tôi cầu nguyện có một việc mà không được, mà cầu nguyện không được thì vậy là tôi tu nữa chi cực khổ, rồi nản ngã lòng, nản chí, không tu được đó. Cái đó không phải vậy, cái đó là do mình không hiểu đạo Phật. Mà nếu như trường hợp vậy là thiệt thòi của mình ghê lắm đó. Không lấy công tu hành để làm điều kiện để gian xin cầu nguyện gì được hết, mà trong tu hành của mình ngang tới cỡ nào, tâm hồn mình thanh tịnh cỡ nào là mình hưởng cái quả báo của cái thừa đó, do mình làm ra chứ không có do ai nữa hết. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi sợ quá, chứ mỗi một lần tết vậy là tôi sợ, tôi lo. Đó là nhắc qua cái vấn đề mùa xuân đó. Cái mùa này là cái mùa hành hương đó. Nói vậy chứ nhiều khi có vị mua vé rồi nhà nha. Khổ vậy chứ. Mua vé rồi, đi Tây Ninh, đi Bình Thuận, ra Trà Cú, rồi còn là Châu Đốc là muộn hơn, cỡ đó tháng 3 gì đó mới đi Châu Đốc. Mua vé rồi, giờ coi như là cái kiểu dẫn giảng nó làm như kiểu tao là đánh giặc vậy đó. Trước khi mà đổ quân ở chỗ đó là tao phải dọn chiến trường, dọn cho địch thủ đối phương nó gian ra hết, xong rồi tao mới đổ quân vô đó. Muốn cho máy bay nhảy dù xuống đó là phải bắn pháo đồ rộng rãi cho bộ binh, rồi dọn ra cả mấy cây số vậy đó, rồi mới ra máy bay mới nhảy dù thả binh thì binh đó mới còn được, chứ không á thì là ra nhiêu là địch thủ lượm hết. Thế thì là nãy giờ tôi làm cái chuyện mà dọn á, dọn chiến trường á để mà thả quân á, thì dọn những cái mà lặt vặt xung quanh á. Rồi bây giờ mới là nói cái báo qua nè, may ra nó còn nha, mà chưa chắc là dọn vậy mà còn đứt ở đâu với hố với hầm á, rồi thả quân xuống cái là ảnh lượm hết trơn à, nhờ nó lượm hết. Bây giờ bắt đầu giảng cái đề kinh. Đại thừa là ví như cổ xe trâu sắn lớn là các vị biết rồi, thừa cao nhất của đạo Phật. Bây giờ cái đề là chữ diệu pháp liên hoa. Chữ kinh đó thì là mà đại chúng cũng nên nhớ cái nghĩa của chữ kinh đó nha. Giảng chữ kinh thì đại thừa là giảng xong rồi, là cổ xe lớn nhất, đầy đủ tiện nghi nhất, như cổ xe con trâu trắng.
Đã thưa rồi, bây giờ dự báo tương qua để sau, bây giờ nói chữ kinh trước rồi đó. Chữ kinh ở trong đạo Phật nó khác hơn chữ kinh của Tam Tự Kinh, của kinh thi, kinh thơ, kinh lễ, kinh nhạc, kinh xuân thu của đàn nhà Nho. Đàn nhà Nho người ta cũng bằng, cũng có gọi là ngũ kinh của người ta vậy. Nhưng mà cái chữ kinh đó, đó là cái lời đó là nó thuộc về cái lời cũng là khuôn vàng thước ngọc về cái mặt thế gian, về mặt tục đế của thế gian, nó vẫn có cái giá trị của nó. Nhưng mà về cái mặt đạo đức chân lý mà tận cùng chân lý thì kinh đó không có đề cập và cũng không có diễn đạt được. Nó chỉ diễn đạt được những cái hình thức, những cái ngôn từ, những cái nghi lễ, những cái phong tục, những cái tập quán, những cái luân lý mà dựa trên cái quân thần, phụ tử, phu thê, huynh đệ, xã hội với nhau mà thôi. Do đó cho nên là kinh thi, kinh thơ, kinh lễ, kinh nhạc, ngũ kinh của Khổng giáo nó chỉ phù hợp ở nơi cái lúc nào cái đất nước đó là thuộc về chế độ phong kiến thì còn xài được. Còn không phải là chế độ phong kiến thì cái kinh đó coi như lỗi thời. Cái chế độ dân chủ, chế độ quân chủ lập hiến cũng lỗi thời. Còn chế độ phong kiến hoàn toàn là tất cả đều quyền hành của một ông vua thì cái kinh đó nó phù sử dụng trong môi trường đó và của những thời đại đó. Do vậy mà Khổng Tử ta cũng gọi là thánh, nhưng mà thánh nhân thế gian, thánh nhân để mà xây dựng một cái nền triết lý đạo đức của thế gian, của xã hội loài người. Mà trong một giai đoạn hỗn loạn giữa tinh quân thần, phụ tử, phu thê trong xã hội thì Khổng Tử mới đưa ra các cái sách vở đó. Vì vậy mà nó an định được cái trật tự, cái đạo đức, cái tôn ti của quân thần, phụ tử, phu thê. Nhưng mà khi mà cái chế độ phong kiến hoàn toàn bị sụp đổ rồi thì cái kinh đó có cái còn giá trị là được, có cái là không được. Do vậy mà Khổng Tử được gọi là quân tử, là thánh chi thời, thánh trong một giai đoạn. Chứ cái đó nó không có phổ biến dính diễn được. Còn như Bá Duy Thúc Tề là tôi của nhà Thương, khi mà nhà Châu đánh vô trụ ít rồi, Bá Duy Thúc Tề thề trung thành với Lý Tưởng, thờ nhà Thương thôi mà không đầu Châu, cho nên không ăn cơm. Lên cái núi Thú Dương, hai người cùng tình nguyện nhau không ăn cơm nhà Châu, vì không phục, không đầu nhà Châu, tỏ rằng mình là trung quân với vua của nhà Thương mà thôi. Mà dầu là vua trụ là bàn ác như thế, nhưng mà vì cái đào luyện của nhà Nho mà trung thần bất sự nhị quân, là người tôi cũng không được thờ hai vua, dầu vua đó là vua bạo ngược đi nữa cũng phải chết vì vua mà thôi. Do vậy mà trụ bạo ngược như vậy mà nhà Châu là văn dương chinh phạt rồi, lập ra cái cơ nghiệp nhà Châu rất là thâm dụng, là bình trị đó chứ. Nhưng mà vì cái Lý Tưởng nghĩa là trung quân, cái kiểu mà cô trung á, lên núi Thú Dương hái rau vi để mà ăn. Tình cờ bữa nọ gặp một cái bà làm nông cũng đi ruộng đi rẫy về, hỏi ủa hai ông làm gì ở đây, ở đây vậy đó, không thờ nhất định không ăn lúa, không ăn thóc nhà Châu. Nói gì vậy, lấy ông ăn gì để thấm, nói là tôi ăn rau không à. Thì cái bà kia bảo nói gì là không ăn thóc nhà Châu mà ăn rau nhà Châu thì cũng là của nhà Châu. Thế là hai ông
À, thế là rau, rau nghi này cũng là tôn đất nhà Châu. Vậy là trung với vua nhà Rơm, nhịn đói chết luôn. Ghê gớm vậy là trung vậy đó, trung thần bất thượng nhị quân mà. Nó đạo liền vậy mà. Thế là không ăn rau của nhà Châu luôn, chết. Do vậy mà người đời người ta tôn ông này là thánh. Nhưng mà ta gọi là thánh chi thanh, nghĩa là do cái tâm thanh, có cái lập trường dứt khoát trong sáng đối với cái chủ nghĩa quân chủ mà ta gọi là thánh thôi. Chứ còn cái thánh đó nếu mà đem ra mà phân tích sự thật thì là nó đúng ra đâu có hay ho gì. Một ông vua bạo ngược như thế mà sống mà hại dân vô cùng khổ sở như thế, trong đó kể cả hoàng thân quốc thích không lưỡi cũng giết mà. Vậy mà tôn thờ để rồi chết vì ông vua như vậy thì đâu có gì đâu hay. Nhưng mà có những người làm vậy cũng được người ta phục. Ta phục tôi gọi là thánh, nhưng mà thánh thì thanh là do cái đức thanh liêm trong sạch, cái kiểu mà được đào luyện như vậy gọi là thánh thôi. Cho nên những cái sách vở của kinh điển của Khổng giáo, của Nho giáo cũng được gọi là kinh. Nhưng mà cái kinh đó là kinh tục để xây dựng cái luân lý, cái đạo đức trong một giai đoạn, một chế độ nào đó có thể giải được. Mà còn qua cái giai đoạn đó, qua chế độ đó là không giải được. Còn cái kinh của đạo Phật á là phải thêm một chữ nữa là khế kinh. Kinh của Phật là khế kinh, gọi tắt là kinh, nhưng mà nói cho đủ thì phải nói là khế kinh mới được. Chữ khế có nghĩa là phù hợp, khế kinh có nghĩa là cái kinh này là luôn luôn lúc nào cũng phù hợp về hai mặt, khế lý và khế cơ, phù hợp chân lý và phù hợp với mọi căn cơ, cho nên gọi là khế kinh. Nó kết hợp với hai mặt. Nhưng mà cái này nè nha, cái này mà các vị mà không học kỹ là các vị vô phương giải quyết vấn đề. Hai cái chữ khế lý và khế cơ khác nhau rất rõ ràng, như trắng với đen. Chứ không phải là khế là mình là một thứ đâu. Một thứ thì ta gọi là khế lý thôi nha. Ai nói khế cơ làm chi? Hoặc là khế cơ thì ta nói khế cơ thôi, chứ ai nói khế lý làm chi? Nhưng mà đây là chữ khế kinh của đạo Phật, nó phải khế hợp với hai phương diện, khế lý và khế cơ. Người làm đạo, lãnh đạo tinh thần, làm thầy của những người đệ tử Phật, đệ tử mình phải vận dụng kinh điển đúng hai cái mặt đó, là vận dụng kinh điển sử dụng vào những cái lúc nào mà cần sử dụng khế cơ, và lúc nào cần sử dụng khế lý mà thôi, chứ không phải hai cái mà xài lẫn lộn được đâu. Khế cơ là thế nào? Tôi nói ví dụ như bây giờ căn cơ trình độ của cái người ta mới vào đạo Phật, tất nhiên là phải để cho người ta thỉnh Phật, người ta thờ Phật, người ta thọ tam quy ngũ giới, phải tránh cái ác mà làm lành đại để vậy. Mà giới là chưa đủ năm giới, chưa thọ được, cũng gọi là có phước đức rất lớn. Vậy người ta nghe mới được chứ. Do người ta chưa ăn chay trường được, nói với người ta rằng ăn chay tháng mấy ngày cũng phước đức rất lớn. Thậm chí có người không ăn được ngày nào, bảo rằng là bây giờ là cứ mua cái đồ ngoài chợ đó ta bán, mình không cắt cổ vô lòng giết hại sức vật thì ăn được hết, cũng đều phước đức rất lớn. Thế thì là rất lớn, là cái nào là đúng đây? Đấy, vấn đề là như thế. Rất lớn hết, là cốt là để cho nó khế
cơ, nó phù hợp với cái hoàn cảnh của cái người mà người ta có khả năng làm cái đó. Chứ còn người nào vô cũng bằng, cũng phải nói băng băng rằng là tu hành là phải giữ giới ghê gớm lắm, rồi phải là ăn trái trường mà trường cho tới nó mòn cái bụng mà cũng vẫn chưa nhăn mặt, cùi chỏ mòn hết rồi cũng chưa nhăn mặt mới gọi là tu hành. Thế thì ra làm sao ta trường nổi? Do vậy nếu mà sử dụng như vậy là không khế cơ, là bỏ mất biết bao nhiêu người phát tâm. Do cái chỗ là mà cái chữ khế cơ lên là vận dụng theo cái căn cơ mà chiều theo từng trình độ của người, có thể dạy người ta tu nhân thừa, dạy cái người khác tu thiên thừa, người khác là ta ướm ta muốn tu thanh văn thừa cũng phải dạy. Dù biết rằng cái người này trong hoàn cảnh này chưa làm được thanh văn thừa đâu, nhưng mà người ta muốn cũng phải dạy lần lần, thí dụ như vậy. Rồi kinh điển là kinh điển mà toàn là các vị mà học vào tứ đế nè, thập nhị nhân duyên nè, là 37 phần trợ đạo nè, là tứ niệm xứ vân vân. Cái đó đều là giáo lý khế cơ hết. Giáo lý khế cơ nói cách khác là giáo lý phương tiện, chứ chưa phải vậy. Phật dạy vậy mà chưa phải vậy. Cho nên đã khế cơ thì giáo lý đó không phải là khế lý, cho nên cái kinh, những kinh điển đó không hề phù hợp với chân lý. Chưa phù hợp với chân lý đâu. Để ý cái chỗ đó đó nha. Cho nên các vị nào mà có khả năng tu tập nghiên cứu kinh đại thừa thì các vị mới nhận thức được chân lý mà thôi, chân lý trọn vẹn mà thôi. Còn các vị mà học cái kinh điển mà khế cơ đó cũng có Phật dạy đàng hoàng đấy, nhưng mà các vị chưa nắm được cái chân lý trọn vẹn đâu. Đó là kinh điển ta gọi là phương tiện, cũng gọi là kinh bất liệu nghĩa đó. Còn như cái tư tưởng pháp hoa này nè, là kinh điển khế lý, dạy cái chân lý tận cùng chân lý. Tu tập cái thừa, tu thừa về tột đỉnh của ngũ thừa. Mà là khế lý thì không bao giờ khế cơ. Do vậy cho nên nãy giờ mà tôi đã rào đón đó, hãy nghe cái tư tưởng đại thừa dự pháp liên quan này rồi thì đừng có đem cái tư tưởng này mà so với thanh văn thừa, duyên giác thừa, thiên thừa, nhân thừa. Vì những cái thừa đó là thuộc về phương tiện, thuộc về cái loại kinh điển giáo lý khế cơ đó. Giáo lý khế cơ tùy theo căn cơ, chủng tánh, hoàn cảnh của mọi người mà đều có thể dạy được hết và tiếp thu được hết, truyền đạt được hết. Là vì dân dùng phương tiện mà, phương tiện cùng khế cơ là một thứ, và bất liệu nghĩa là một thứ. Kinh là thuộc về kinh loại giáo lý bất liệu nghĩa, mà giáo lý bất liệu nghĩa chỉ dùng trong cái lúc mà phương tiện vận dụng, chứ không phải là thật sự nói như vậy là rồi. Không phải nói như vậy là rồi là đúng chân lý đâu. Còn học kinh mà là đại thừa, tức là kinh điển liệu nghĩa, nói vậy là rồi đó, không còn nói sửa kiểu nào nữa được hết. Chỉ có cái là nó không có chiều theo ý của mọi người được à. Người nào đủ khả năng ngang đó mới tiếp thâu mà học mà tu thôi. Còn nghĩa là người mà căn cơ thấp là coi như chịu thua, coi như lỗ lã thôi, không tiếp thâu được thì thôi, chứ không có chiều theo cái ý muốn của mình. Thế là đây là thuộc về liễu nghĩa, thuộc về khế lý.
phù hợp chân lý thì không có thể phù hợp phổ biến với tất cả mọi người. Cũng giống như mặt trời ấm thì dù cho người ở phương Đông, phương Tây, ở Âu Châu, Á Châu, Úc Châu, Mỹ Châu gì cũng phải nói mặt trời là ấm, chứ không có chiều nói kiểu nào khác được. Băng tuyết là lạnh thì nói băng tuyết lạnh, thì dầu nói với người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi cũng đều nói băng tuyết là lạnh. Thế thì là chỉ kinh của bà Phật là vậy, cái lý và cái cơ. Mà nhớ là kinh Pháp Hoa này đại từ diệu thuyết Lâm Hoa kinh, cái kinh này là kinh lấy cái nghĩa khế, khế lý chứ không lấy cái nghĩa khí cơ. Bây giờ đại thừa rồi, kinh rồi, bây giờ cái diệu pháp anh nè. Diệu pháp là pháp mà liên qua là dụ. Giờ học tới cái cấp mà tôi giải thích về cái đề kinh. Trong đạo Phật thường nói ví dụ, mà ví dụ là kèm với một cái pháp mà mình muốn trình bày. Ví dụ như bây giờ người ta muốn ví dụ người ta, nhiều người chưa biết con cọp là gì, bây giờ người ta muốn diễn đạt con cọp thì người ta đem ra con mèo, đem ra con mèo để cho mọi người, và ai mọi người ai cũng biết con mèo, hình dáng con mèo, tư dáng điệu của con mèo, mặt mày của con mèo, để ta nói với mọi người mà chưa thấy được con cọp thì ta nói con mèo, con cọp nó cũng giống như con mèo vậy. Chỉ có cái điều là con cọp thì tất cả cái gì cũng to cũng lớn hơn. Chứ còn diện mạo tướng tá tương đối là giống. Nhưng mà con cọp lớn hơn nhiều và mạnh hơn nhiều. Con cọp có thể dắt đi một con bò. Một con bò đi te te. Kéo một con bò đi ta te, một con bò nghĩa là 200-300 kg nên kéo đi nhẹ nhàng. Còn con chuột thì con mèo thì chỉ khả năng kéo con chuột mà thôi, chứ còn cọp với mèo là giống nhau và cũng ăn đồ sống giống nhau như vậy. Thế thì là người ta đem con mèo ta gọi là dụ, dụ để cho người ta tưởng tượng, người ta hiểu được cái mà người ta muốn diễn đạt là cái pháp, tức là con cọp. Thành ra là ở trong kinh, cái từ của nhà Phật chúng ta gọi là pháp dụ. Kinh này là cái chữ diệu pháp đó, là cái mà tiêu tốn, mà liên qua là lấy cái liên qua là cụ thể, còn cái pháp đó là cái tiêu toán để ám chỉ cho cái màu nhiệm, cái tâm màu nhiệm, cái tri kiến Phật nó màu nhiệm vô cùng của con người. Cho nên cái chữ diệu pháp là chỉ để dụ cho cái tri kiến Phật của con người mà ai cũng có. Thành ra là đại chúng để ý nè, cái này thì là nó quan trọng ở cái chỗ cái chữ tri kiến Phật. Tri kiến Phật là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mọi người chúng ta. Nó có thể trong sáng, nó có thể thanh tịnh, y như là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của chư Phật vậy. Nhưng mà khổ nổi ta không phát huy được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết trong sáng y như của Phật. Cho nên ta gọi là chúng sanh. Còn Phật thì cũng có cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc, biết y như chúng ta vậy. Nhưng mà nó rất trong sáng, nó rất thanh tịnh, nó rất bình đẳng, nó rất từ bi, mọi mặt đầy đủ toàn đầy, an lành, hạnh phúc, giải thoát, tự tại. Cũng do cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết mà chúng sanh có.
mà Đức Phật thì thân tịnh an lạc tự tại, cho nên gọi Phật là vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn là cái của Phật đó. Còn chúng sanh cũng có tri kiến như vậy, cũng thấy nghe ngửi nếm chúng biết hàng ngày có y như Phật, mà nó nhiễm ô, nó đau khổ, nó phiền não, nó mừng giận thương sợ yêu ghét muôn đủ thứ, cho nên nó hành hạ con người ghê gớm. Do vậy mà không được gọi là tri kiến Phật, mà gọi là tri kiến của chúng sanh, gọi là cái thấy biết của chúng sanh. Cho nên chỉ diệu pháp này là chỉ cho cái đó, chỉ cho cái tấm thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mọi người, gọi là tri kiến Phật. Mà cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết thanh tịnh, thanh tịnh trong sáng của mọi người, vì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mọi người, của tất cả chúng sanh đều thanh tịnh y như cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của chư Phật, y như tri kiến của Phật. Do vậy mà Đức Phật mới nói cái tấm quan này nhằm cái bằng khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến Phật vốn có của mình. Thế thì cái chữ diệu pháp này là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, cái tri kiến thanh tịnh. Đại chúng nhớ này nha, cái chữ tri kiến này nè, chữ tri là chỉ cho ý thức, chữ kiến là chỉ cho nhãn căn và nhãn thức, chữ tri là chỉ cho ý căn và ý thức của chúng ta. Trong đạo Phật nó có lục căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Tức là nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là cái lỗ tai, tỷ căn là cái lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là toàn thân của con người, ý căn là cái bộ óc của con người. Thì trong sáu cái căn đó, con mắt gọi là nhãn căn đó, thì nó sinh ra cái thấy gọi là kiến đó. Nhãn căn nó sinh ra cái kiến, kiến thức tức là cái thấy đó. Nhĩ căn nó sinh ra cái nghe, tỷ căn sinh ra cái thức của nó là nó sinh ra cái tỷ thức là cái công dụng ngữ. Thiệt căn nó sinh ra cái thiệt thức, tức là cái công dụng nếm mà biết mặn lạc chua cay. Thân căn nó sinh ra cái thân thức, là tức là cái công dụng mà biết nóng lạnh cơn nhám rít láng nặng nhẹ. Ý căn là cái mà nó có thể phân biệt, nó tổng hợp hết lại, nó phân biệt, nó hiểu biết, nó sinh ra cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái tốt, cái xấu. Đó là cái ý căn, nó có công dụng tổng hợp lại cái nhận thức của năm căn trước. Do vậy cho nên cái chữ tri kiến là nói rằng tri kiến cái kỳ thật là nói cái tâm của chúng ta đó. Bởi vì tâm của chúng ta là nói một cái từ một là tâm, nhưng mà khi mà cái công dụng nó biểu lộ ra là bằng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, gọi đó là tri kiến. Mà Phật tri kiến có nghĩa là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mọi người chúng ta vốn thanh tịnh y như cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc, biết của chư Phật vậy. Ở trong mọi người chúng ta đều có cái đó. Nhưng mà hằng ngày chúng ta thấy không có thanh tịnh vậy, không có trong sáng vậy, là tại vì chúng ta chưa tỏ ngộ được cái tri kiến đó, gọi là chưa ngộ. Chúng ta chưa sống bằng cái tri kiến thanh tịnh đó, gọi là chưa nhập. Mà kinh này là Đức Phật là nhằm giới thiệu và chỉ bài cho mọi chúng sanh
tỏ ngộ hiểu kỹ về cái tri kiến vốn có thanh tịnh của mình và sống theo thể nhập và sống theo cái tri kiến thanh tịnh vốn có ấy. À, do vậy mà cái chữ diệu pháp này là chỉ cho tri kiến mà cũng tức là chỉ cho tâm của chúng sanh đó. Tri kiến Phật cũng tức là tâm Phật. Thành ra chữ diệu pháp là để ví, để mà là ví cho cái tâm thanh tịnh của chúng ta, cũng gọi là tri kiến Phật của chúng ta. Bây giờ nói tới chữ liên hoa đây nè. Chữ liên hoa là dùng hoa sen là cái cụ thể để mà vừa làm cái ví dụ. Cho nên trong này đây nè, tôi làm là cái bìa này là nó có 5 cái bông sen này nha, và một cái gương sen nha. 5 cái bông sen đó là chỉ cho một cái bông sen búp là chỉ cho nhân thừa, cái mà hơi nở ra một tí là chỉ cho thiên thừa, cái nở ra 50% là chỉ cho thanh văn thừa, cái nở ra 70% là chỉ cho là duyên giác thừa, còn cái mà nở toàn diện là chỉ cho Bồ Tát là đại thừa là thành Phật luôn đó. Thành ra theo giáo lý của đạo Phật á, thì tri kiến Phật và tri kiến của chúng sanh là giống nhau không khác. Tâm Phật và tâm chúng sanh cũng giống nhau không khác. Nó cũng cùng như một loại với nhau là sen tất cả. Nó thanh tịnh lắm, bởi vì sen là một cái loại bông nhân quả, đồng thời ngay trong cái bông búp đã có gương hộp cánh nhị gương hộp. Và sen là một cái loại mà mọc từ cái bùn lầy nước động dương lên mà không hề bị bùn lầy nước đục làm quen ố sắc hơn. Cho nên cái loại sen là ta gọi là nhân quả đồng thời. Cái ý nghĩa nhân quả đồng thời đó để ví dụ cho rằng là mọi người chúng ta giàu là phàm phu chúng sanh vậy nè, nhưng mà cái tri kiến Phật, ý như của Phật vẫn có trong mọi người, cái Phật tánh của Phật vốn có trong mọi người, bình đẳng y như Phật có. Nó giống như là hoa sen dầu bút mà cũng có cánh sen, nhị sen, gương sen, hạ sen vậy. Dầu cái hoa sen đã toàn diện ra giống như hoa sen này, hiển lộ ra thì cũng là hiển lộ cánh sen, nhị sen, gương sen và hạ sen, để nói lên cái tính chất bình đẳng của đạo Phật và tất cả chúng sanh và Phật bằng nhau. Chẳng qua là chúng ta chưa khai thác được, chưa sử dụng được cái tri kiến, cái Phật tánh vốn thanh tịnh sẵn có của mình. Chứ còn mình mà biết tu hành, mà biết vạn lọc phiền não vô minh rồi, thì mình sẽ thành Phật y như chư Phật đã thành, chứ không phải là do chư Phật nào ban cho, giúp đỡ, sủng ái, không có, mà chính bằng khả năng của mình. Cũng như 5 cái loại bông sen vậy, từ dưới đất bùng mọc lên, bùng lại nước động giống nhau, mà tùy cái thời gian, cái điều kiện nước tốt, cái điều không khí điều hòa tốt, thì cái hoa sen búp chẳng qua là nó sẽ phát triển, nó nở chậm hơn. Phật Thích Ca đã thành và 10 phương chư Phật đã thành, chứ không phải vì chúng sanh phàm phu này mà thiếu cái điều kiện để thành Phật, mà cần phải nhờ cái sự ân sủng, cái sự ban bố, cái sự gian sinh nào để mà chư Phật giúp đỡ, không có.
Cho nên cái đạo Phật của chúng ta là lấy cái hoa sen để tiêu biểu và tượng trưng, để ví dụ cho dầu là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Đại Thừa cũng đều là có khả năng thành Phật được hết. Y như sen búp, sen cho tới sen nở toàn diện, cấp cho 5 giai đoạn khác nhau, mà sen nào cũng là sen, sen nào cũng có khả năng nở toàn diện và cũng đầy đủ cái tính chất cánh sen, vị sen, gương sen và hạt sen, màu sắc đẹp đẽ, thơm tho, giống nhau không khác. Cho nên cái bìa này nè, cái bìa kinh này để nó nhắc cho các vị mà đọc. Mô Sư Thích Ca Mâu Ni một lúc nào yên, dòng suy nghĩ của tâm ta như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước phù du. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình. Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian, kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm ta chẳng khác biển khơi muôn trùng. Từng cơn sóng bão mịt mù như bao nghiệp dữ muôn trùng đũa vây. Sóng cao, sóng cao là nghiệp đang xây, là nghiệp đang xây tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham hơn si mê cõi đời. Ta gắng tu tâm tiến thân giải thoát vô dư niết bàn, muốn mau vượt thoát cõi luân hồi. Tâm ta như anh trăng dầm sáng soi, tìm vào cõi tình an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Thank you.
bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây. Sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Thoát cõi luân hồi, tâm ta như ánh trăng dầm sáng soi. Tìm vào cõi tịnh an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn.